bạn và gia đình luôn tìm kiếm không chỉ là một căn nhà mơ ước, mà còn là một không gian sống sinh thái đủ đầy tiện nghi ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Vạn Phúc, tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13, cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 phút, là vùng đất vàng mang lại diện mạo mới cho khu đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đang chuyển mình trở thành một khu đô thị xanh, hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn. Từ Vạn Phúc, dễ dàng kết nối giao thương với trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận, cả về đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Với quy mô 198 hectare và vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD, Vạn Phúc là khu đô thị sinh thái duy nhất hội đủ 3 yếu tố: sông, hồ và kênh đào trong kiến trúc cảnh quan. Kênh sông Trăng dài 2 km. Công viên ven sông Sài Gòn, The Long Park, dài nhất thành phố Hồ Chí Minh 3,4 km. Khu nhà nước lung linh trên hồ Đại Nhật rộng 16 hectare. Bến du thuyền Dragon Bay, tất cả tạo thành không gian sống xanh đẳng cấp, đảm bảo giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư. Về phong thủy, mang lại sinh khí và tài lộc cho gia chủ. Tại Vạn Phúc City, mỗi ngày đều là một trải nghiệm thú vị. Với tiêu chí tất cả trong một, cuộc sống của cư dân hoàn toàn được đáp ứng bởi những dịch vụ đẳng cấp ngay ngưỡng cửa. Khu phức hợp trung tâm thương mại cao cấp Vạn Phúc, khu ẩm thực, khu thể thao đa năng, công viên giải trí hàng đầu Đông Nam Á Ocean World, không gian vui chơi giải trí hiện đại chưa từng có tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu biển nhân tạo với ngọn sóng cao 3 mét lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Gia đình bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi sống trong một môi trường trong lành. Sức khỏe được chăm sóc tại Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc. Tương lai con trẻ được đảm bảo với hệ thống 10 trường học chuẩn quốc tế, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông chỉ cách nhà vài bước chân. Vạn Phúc là nơi mọi yêu cầu khắt khe về không gian sống đều được đáp ứng trọn vẹn. Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại, linh hoạt trong phong cách thiết kế kết hợp hai công năng an cư và đầu tư, đem lại 4 giá trị trong một căn nhà: an cư lạc nghiệp, tích lũy tài sản, kinh doanh thương mại và đầu tư sinh lợi. Với tất cả những tiện ích vượt trội và đẳng cấp bậc nhất khu vực, cùng với mảng xanh thiên nhiên vô tận, bạn đã thực sự tìm được một nơi chốn sum vầy yêu thương, một giá trị an cư đích thực, và trên hết là một lựa chọn đầu tư thông minh. Khu đô thị Vạn Phúc, nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư lý tưởng. Hotline 1800 6363, website khu đô thị vạn phúc.com.vn.